xét xử bài Trương Bị Lan giai đoạn 2 trong 1 tháng. Tổ tham nhũng tăng trên 37%, có cán bộ hướng dẫn doanh nghiệp lách luật. Truy tố 4 cán bộ thuế nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng từ đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi chiều mùng 6 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có 4 thẩm phán và hội thẩm giữ khuyết. Đại diện viện kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người giữ khuyết. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, mã ADC 2018.09, ADC 2018.12.1 và ADC 2019.01. Công ty cổ phần đầu tư Sandy World, mã SNVK 2018.10. Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, mã QT.2018.12.1. Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, mã SET.H2025. Đồng thời, tòa cũng triệu tập 534 cá nhân tổ chức liên quan vụ án ra phiên tòa. Theo hồ sơ của giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. Cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ mà bị Bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, bốn công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán. Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị nguyên phó tổng giám đốc SCB đã chết trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho những mục đích của tập đoàn. Trong đó phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trái quy định, nhận hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Sáng mùng 6 tháng 9, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. Đáng chú ý, chính phủ nhận định tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.150 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. 936 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng gần 38%. Chính phủ cho hay, nổi lên là vi phạm về quy hoạch, xây dựng, năng lượng, đấu thầu. Báo cáo nêu, phương thức thủ đoạn phổ biến là lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước để trục lợi nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi gây bức xúc trong nhân dân vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng nổi lên bên cạnh đó tội phạm vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm quản lý tài sản công Quản lý sử dụng đất đai, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, kế toán, thuế, khai thác tài nguyên khoáng sản tiếp tục diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, chính phủ cho hay một số lĩnh vực đã phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội mới như tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá trong tố tụng hình sự. Trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa nêu, dù đã có nhiều cố gắng nhưng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và thiệt hại về số người bị thương, tài sản, trong đó tội tham ô tài sản tăng 50,75%. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn bất cập, dẫn đến các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm cho công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chưa mang lại hiệu quả cao. Theo nhóm nghiên cứu, một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chưa chặt chẽ, rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền Điều này dẫn đến việc là đơn vị người có thẩm quyền lợi dụng móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lách luật hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp. Kết luận điều tra vụ án này có nêu: Việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do quy định hiện hành chưa quy định chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền cấp phép, móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoặc bỏ qua các việc hợp thức hóa hồ sơ, điều kiện cấp phép Doanh nghiệp không duy trì điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép. Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, kiểm tra thực tế số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp đã trích lập trong từng báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý liên quan, nên chủ sở hữu các doanh nghiệp đã lợi dụng để chiếm dụng, sử dụng trái phép dẫn đến thất thoát tài sản. Vẫn theo nhóm nghiên cứu, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập còn để tình trạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu khống bán cổ phiếu doanh nghiệp không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư nhiều vụ vi phạm đấu thầu đấu giá đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư xây dựng khai thác tài nguyên đất đai tài chính ngân hàng xăng dầu điện hành vi phạm tội phổ biến là đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây bức xúc trong nhân dân. Đánh giá về con số tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng gần 38%, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng điều này tiếp tục cho thấy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 55 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Trong số 55 bị can, có một bị can là pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Minh Thịnh Việt Nam bị truy tố về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Bảo và các đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống thường liên hệ qua Zalo và Telegram để trao đổi, thỏa thuận về chi phí và mua bán hóa đơn. Sau khi thỏa thuận, Bảo chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng, rồi dùng ủy nhiệm chi hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền vào công ty ma để hợp thức hóa chứng từ. Sau đó, Nhân viên sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản của công ty xuất hóa đơn khống vào tài khoản của Bảo. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty ma để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh cùng các bị can đồng phạm đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Bảo để bán lại. Ngoài ra, Thịnh còn thành lập 47 công ty ma để bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng trị giá hơn 8.007 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 70,7 tỷ đồng. Bị can Bùi Thanh Bình, ngoài mua bán hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại, từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Tóa chưa xác định được nhân thân dùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng bị can Nguyễn Khắc Điền đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân mua trôi nổi trên mạng xã hội để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức do đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng các bị can này đã thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 13.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là để che giấu hành vi phạm tội và được thuận lợi mua bán hóa đơn trái phép mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện năm đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán hóa đơn nêu trên đã móc nối thỏa thuận đều hối lộ cho Lê Thành Nhân, công chức tri cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quốc Duy, Nguyễn Anh Tuấn đều là công chức tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Vương Quốc Hùng, công chức tri cục thuế thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương với mức phí từ 0,3% đến 0,6% trên tổng giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp mà đã xuất bán. Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê như sau: cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký, thay đổi điểm kinh doanh cho công ty mà. Thông báo trước kế hoạch thanh tra kiểm tra của tri cục thuế đối với các công ty mà để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó, kiểm tra và hướng dẫn các công ty mà làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể nếu bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc hệ số ca là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào hoặc doanh số mua vào ít chênh lệch nhiều với doanh số bán ra bị phát hiện bởi hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung hướng dẫn nội dung để người mua sử dụng hóa đơn của các công ty ma giải trình với cơ quan thuế nhằm tránh cho các công ty ma bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro về thuế và chuyển thông tin cho các cơ quan điều tra tổng cộng các cán bộ thuế nêu trên đã nhận hối lộ với số tiền gần 13 tỷ đồng cũng theo cáo trạng đối với Nguyễn Tuấn Anh công chức tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết vào tháng 3 năm 2023 nên không đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra trong vụ án này, bị can Bùi Thanh Liêm, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3, tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Liêm bị cáo buộc do động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu cung cấp thông tin về tình hình kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện đưa vào danh sách hệ số ca. Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão Yazi ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách tỉnh Quảng Ninh của nước ta khoảng 450 km. Về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 1 giờ ngày mùng 7 tháng 9, tâm bão iji trên vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc Bộ cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km. 13 giờ ngày 7 tháng 9, bão Iazi đổ bộ vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km một giờ, đi vào đất liền và suy yếu rồi tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Hiện nay, các địa phương nơi dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đang quyết liệt chỉ đạo công tác ứng phó để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, tổng số khách du lịch còn lưu trú trên các huyện đảo là 13 khách, trong đó tại huyện Cô Tô là 2 khách Việt Nam huyện Vân Đồn có 11 khách, trong đó 7 khách Việt Nam và 4 khách nước ngoài. Khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long là 1.691 khách, gồm 91 khách Việt Nam và 1.600 khách quốc tế. Các địa phương đã chủ động khuyến cáo du khách, các cơ sở lưu trú triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp mưa bão. Tất cả các du khách trên đảo đều ở trong các khách sạn, nhà nghỉ an toàn. Cũng theo Sở Du lịch Quảng Ninh, hiện tại Toàn bộ 1.691 khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long đã kết thúc hành trình lên bờ theo đúng kế hoạch. Các phương tiện sau đó đi tránh bão. Theo dự báo bão ngày 6 tháng 9 của các tổ chức quốc tế và quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại, có thể thấy mắt siêu bão số 3 Yagi vẫn đang cực kỳ sắc nét với đối lưu xung quanh tâm bão diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp Mỹ, JTVC. Sức gió của bão đã mạnh lên lại 240 km h giật 280 km h Trước đó, theo trang bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, quan sát trên ảnh mây vệ tinh lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9 cho thấy hoàn lưu mây bão đã đậm đặc trở lại với quá trình đối lưu xung quanh tâm bão cực kỳ mạnh mẽ. Mắt bão đã sắc nét hơn so với thời điểm trưa, chiều cùng ngày. Trong những cơn bão mạnh, mắt bão có đặc điểm quang mây và gió nhẹ bao khắp xung quanh là một thành mắt bão cao và đối xứng. Với những cơn bão yếu, mắt của chúng thường kém sắc nét và có thể bị che khuất bởi khối mây trung tâm dày đặc, một vùng mây dày, cao, hiển thị rõ trên ảnh vệ tinh. Sáng mùng 6 tháng 9, quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại có thể thấy rõ rìa hoàn lưu xa phía tây của siêu bão đã bao trùm gần như toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Trung Bộ và một phần ven biển đất liền các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung Việt Nam. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mới đây đã đưa ra hai kịch bản nhận định về hướng đi của siêu bão Yagi. Theo đó, ở kịch bản 1, ông Lâm cho rằng khoảng từ 70 đến 80% siêu bão Yagi sẽ đi qua eo giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam, Trung Quốc rồi vào vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta. Còn ở kịch bản 2, theo ông vẫn có khả năng từ 20 đến 30% bão Yagi sẽ đi lên bán đảo Lôi Châu và đi vào phía đất liền Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km h Ngày 6 tháng 9, Công an huyện Quế Sơn, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai công nhân tử vong trong hồ chứa Bioga của công ty Tinh Bột Sắn Quảng Nam đóng tại xã Quế Mỹ. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 9, tại công ty Tinh Bột Sắn Quảng Nam, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm môi trường của doanh nghiệp này. Phân công tổ công tác gồm 3 người đi kiểm tra những lỗ hở của bạt bioga tại khu vực hồ chứa bioga. Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, khi đang kiểm tra tại khu vực hồ số 1, bà Trần Thị Minh 45 tuổi, chủ xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, bất ngờ bị trượt chân ngã xuống vũng nước mưa bị ứ động nơi sâu nhất 2m do bề mặt làm bằng cao su và rất trơn nên bà Minh không thể leo lên bờ được. Thấy bà Minh bị đuối nước, nên ông Trần Hữu Trọng 60 tuổi, chú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn nhảy xuống cứu vớt. Do hoảng sợ nên bà Minh vùng vẫy khiến ông Trọng bị đuối nước theo. Lúc này, có một nhân viên đứng trên bờ chạy đi gọi người hỗ trợ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người trong công ty khẩn trương vớt hai nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà Minh và ông Trọng đã tử vong do ngạt nước. Nhận được thông tin, công an huyện Quế Sơn và công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn chỉ đạo cho chính quyền địa phương tới động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.